Kiev công bố kết luận điều tra vụ ngựa thô quyền thoại An-225 bị phá hủy. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine đã công bố kết luận điều tra sơ bộ về vụ việc máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Trang Defense Express dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine SBU cho biết công ty quản lý máy bay Antonov phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 bị quân đội Nga phá hủy. SBU cáo buộc nhiều nhân viên của công ty Antonov đã thông đồng với quân đội Nga và cản trở nhà chức trách Ukraine tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy bay An-225. Theo đó, các nhân viên của công ty Antonov đã phớt lờ cảnh báo của nhà chức trách và không tiến hành các biện pháp phù hợp để bảo vệ máy bay An-225. Những người này cũng cản trở việc đặt súng phòng không và các chốt bảo vệ tại sân bay Hostomel. Ngoài ra, theo ông Dimitro Antonov, phi công chính của An-225, công ty Antonov đã từ chối di chuyển dựng tải cơ An-225 đến một địa điểm an toàn nhằm bảo vệ máy bay trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ngày 27 tháng 2, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã xác nhận trên Twitter rằng máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 bị các lực lượng Nga phá hủy trong cuộc đụng độ tại sân bay Hostomel. Nga có thể phá hủy Riga của chúng tôi, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể phá hủy giấc mơ một quốc gia châu Âu dân chủ tự do và hùng mạnh của chúng tôi, ông Kubila viết. Theo đánh giá của đoàn khảo sát từ nhà thầu quốc phòng Ukraine Udo -Brom dẫn tải cơ này đã hứng chịu những hỏng hóc nghiêm trọng ở phần cánh và đuôi. Phần đầu của máy bay gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Udo -Brom ước tính chi phí để sửa chữa An-225 có thể lên đến 3 tỷ đô la Mỹ và có thể sẽ mất đến 5 năm để chiếc máy bay này có thể cất cánh trở lại. Udo -Brom cũng yêu cầu chính phủ Nga phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ phí tổn trong quá trình sửa chữa máy bay. Antonov An-225 được chế tạo bởi Tổ hợp Khoa học Công nghệ Hàng không Antonov từ những năm 1980 với mục đích phục vụ vận chuyển hàng hóa cho chương trình phục vụ vũ trụ của Liên Xô. Siêu dẫn tải cơ này được trang bị 6 động cơ phản lực với sải cánh dài gần bằng một sân bóng đá, qua đó đem lại lực nâng cực lớn và cho phép nó chuyên chở hàng hóa với tải trọng lên tới 250 tấn. Anh 225 từng tham gia vào một số sứ mệnh dẫn chuyển hàng cứu trợ cho nhiều quốc gia như cứu trợ Haiti sau thảm họa động đất năm 2010 hay dẫn chuyển hàng hóa cứu trợ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành. Vào tháng 4 năm 2020, Anh 225 tiếp tục lập kỷ lục khi vận chuyển 100 tấn thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, thuốc men và các xét nghiệm từ Thiên Tân Trung Quốc đến Vassava, Ba Lan. Theo giới chuyên môn, nếu có thể việc sửa chữa An-225 sẽ gặp vô vàng khó khăn do nhiều linh kiện của máy bay đã không còn được sản xuất nữa. Ukraine dự đoán sẽ giành chiến thắng vào mùa hè năm sau. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraina cho biết, Lực lượng quốc phòng nước này sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga vào mùa hè năm sau. Thiếu tướng Kirill Budanov, giám đốc tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Oboz Revatel được công bố hôm 18 tháng 10. Sau chuỗi chiến thắng trong cuộc phản công gần đây của Ukraine trước Nga, tuyên bố của ông Budanov được đánh giá là một trong những dự đoán trực tiếp nhất về chiến thắng từ một quan chức Ukraine. Chia sẻ với tổng biên tập của Oboz Revatel, Ores Soha, Ông Budano dự đoán các lực lượng Ukraina sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể vào cuối năm nay. Ông Budano lưu ý tiến trình đó có thể bao gồm việc giải phóng Kherson, khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền ở miền nam Ukraina và hiện đang là trọng tâm của cuộc phản công. Vào cuối mùa xuân, tất cả sẽ kết thúc, ông Budano nói, mọi thứ sẽ được hoàn thành vào mùa hè. Ông Budano cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng sau khi kết thúc chiến sự, Ukraina sẽ thiết lập lại biên giới năm 1991 đã được quốc tế công nhận khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Soviet. Điều đó cũng có nghĩa là Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập năm 2014. Budano không tin rằng Nga sẽ sử dụng khí tài hạt nhân ở Ukraine. Về mặt lý thuyết, họ có thể làm được, nhưng nó sẽ chỉ đẩy nhanh sự tan rã của Liên bang Nga và họ biết và hiểu rất rõ điều này. Budano còn phát biểu rằng trong chính phủ Nga, một số người đã muốn ngừng chiến tìm giải pháp hòa bình. Một số khác cho rằng nếu dừng lại thì Nga sẽ không còn tồn tại nhưng giờ Nga không thể nói đến chiến thắng, mà chỉ là theo đuổi mục tiêu không để thua. Budano cho rằng, với chiến thắng của Ukraine, một quá trình chính trị rất nghiêm túc sẽ bắt đầu kết nối với những thay đổi ở Liên bang Nga hiện tại. Hôm 14 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu rằng kể từ khi phát động cuộc phản công, lực lượng Ukraine đã giành lại được 1.500 km vuông tại các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông của đất nước. Trong bối cảnh Ukraine phản công, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh điều động một phần quân dự bị vào ngày 21 tháng 9. Những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã không kích hàng loạt vào nhiều thành phố trên khắp Ukraina. Rất có thể mục tiêu chính của chiến dịch tấn công này là gây ra thiệt hại trên diện rộng cho mạng lưới phân phối năng lượng của Ukraina, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo hôm 17 tháng 10. Bước đi âm thầm của Mỹ tăng sức ép lên Nga nhưng làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận khí tài kéo dài 35 năm với Cộng hòa Ship có thể phần nào gia tăng sức ép lên Nga, nhưng không phải tất cả thành viên NATO đều hài lòng với quyết định này, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 9 năm 2022, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận khí tài trong một thời gian dài với Cộng hòa Ship, cho phép quốc đảo này mua hoặc nhận khí tài từ Mỹ, bắt đầu từ tháng 10. Lệnh cấm vận được áp đặt vào năm 1987 nhằm hạn chế số lượng khí tài trên hòn đảo này để ủng hộ nỗ lực thống nhất Cộng hòa Ship và một khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở phía bắc của Ship. Việc Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vào năm 2020 và quyết định dỡ cấm vận hoàn toàn sau đó đã phản ánh sự dịch chuyển tình hình địa chính trị ở Đông Địa Trung Hải và là dấu hiệu cho thấy nỗ lực nhằm làm giảm tầm ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Đây là một quyết định lịch sử phản ánh mối quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia, trong đó có lĩnh vực an ninh. Tổng thống Cộng hòa Ship Nikos Anastasiades cho hay trong một thông báo Cộng hòa Ship từ lâu đã có mối quan hệ gần gũi với Nga, vốn là một nhà cung cấp khí tài lớn cho nước này. Tuy nhiên trong những năm gần đây, chính phủ Cộng hòa Ship đã xích lại gần Mỹ. Năm 2019, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật quan hệ đối tác về an ninh và năng lượng Địa Trung Hải, nhằm tăng cường hợp tác năng lượng giữa Mỹ với Cộng hòa Ship, Israel và Hy Lạp. Ba nước Địa Trung Hải này sau đó tiếp tục thắt chặt sự hợp tác về năng lượng và các vấn đề an ninh. Tiếp đó vào năm 2020, chính phủ Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận cho phép xuất khẩu các thiết bị quân sự không sát thương tới Cộng hòa Ship và bắt đầu huấn luyện cho các lực lượng của nước này. Động thái trên diễn ra sau các cuộc tập trận thường xuyên giữa các lực lượng đặc biệt của Mỹ và Cộng hòa Ship. Nỗ lực gây sức ép lên Nga Ngoài vị trí nhìn ra Đông địa Trung Hải, vị trí của Cộng hòa Ship cũng cho phép nước này tiếp cận Bắc Phi, khu vực Levant và Tiểu Á. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Cộng hòa Ship đã cấm một số tàu chiến Nga vào cảng chấm dứt thỏa thuận năm 2015 về việc cho Nga quyền tiếp cận các cảng trên để bổ sung hậu cần. Sau khi lệnh cấm vận dỡ bỏ một phần vào năm 2020, Mỹ đã kêu gọi Cộng hòa Ship cấm Nga tiếp cận các cảng biển của nước này, gây ra sự căng thẳng về ngoại giao giữa Washington và Moscow. Mất quyền tiếp cận đảo Ship sẽ buộc các tàu chiến Nga phải tới các địa điểm khác để duy trì các chiến dịch trong khu vực. Moscow hiện đã có một cảng ở Syria và đang mở rộng nó. Việc xích lại gần Mỹ cũng có thể khiến Cộng hòa Ship cung cấp các khí tài do Nga sản xuất cho Ukraine để đổi lấy các khí tài mới do Mỹ sản xuất. Cộng hòa Ship có 92 xe tăng T-80U, 43 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và một số hệ thống phòng không, cũng như phương tiện quân sự khác. Các nhà phân tích cho rằng, việc cung cấp chúng cho Ukraine sẽ làm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev, song điều đó sẽ làm giãn đất quan hệ giữa Cộng hòa Ship và Nga. Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Anastasiades cho biết, Cộng hòa Ship không có kế hoạch cung cấp khí tài cho Ukraine, song sẽ để ngỏ việc trao đổi các phương tiện quân sự của nước này để lấy khí tài hiện đại hơn. Làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ Nhà quan sát Konstantin Adlamazoglu nhận định trên Business Insider rằng việc dỡ bỏ cấm vận Cộng hòa Ship có thể làm bùng lên căng thẳng lâu nay giữa hai đồng minh thân cận của Washington. Đào Ship là một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, hai quốc gia với mối quan hệ ngày càng xấu đi khiến các thành viên NATO khác lo ngại. Trên thực tế, đảo ship bị chia rẽ giữa người ship gốc Hy Lạp chiếm đa số và cộng đồng thiểu số người ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ sẽ xả thêm 15 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá dầu. Nguồn tin của CNBC cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tuyên bố xả thêm 10-15 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược trong hôm nay để có thể kìm hãm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Động thái này nhằm kéo dài thêm chương trình bán dầu mỏ từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ diễn ra từ mùa xuân đến tháng 12 tới. Lệnh cấm vận dầu Nga của liên minh châu Âu EU dự kiến có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 tới và động thái xả thêm dầu của nhà trắng là nhằm bù đắp những biến động có thể xảy ra trên thị trường dầu khi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU có hiệu lực. Đến thời điểm này năm nay, nhà trắng đã xả khoảng 165 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược trong tổng số 180 triệu thùng mà họ dự kiến. Việc tuyên bố xả thêm 10 đến 15 triệu thùng trong hôm nay sẽ là đỉnh điểm của đợt giải phóng kho dầu dự trữ hiện tại của Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ Năng lượng Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Ông Biden từng chỉ trích ngành công nghiệp dầu mỏ vì giá năng lượng cao và cho rằng họ đang bội thu trong thời điểm người Mỹ đang vật lộn với lạm phát. Chính quyền của ông cũng cho biết đang nghiên cứu các phương án quyết liệt hơn để hạn nhiệt giá tiêu dùng, bao gồm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã khiến lạm phát nước này tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, khiến ông Biden và đảng của ông gặp bất lợi trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới. Do đó để hạ nhiệt giá nhiên liệu, kế hoạch giải phóng kho dự trữ chiến lược sẽ bao gồm cả 14 triệu thùng còn lại từ đợt giải phóng kỷ lục 180 triệu thùng mà Mỹ bắt đầu xả từ tháng 5. Nguồn tin của Reuters cho biết, trong năm tài chính 2023 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Mỹ cũng sẽ bán thêm 26 triệu thùng dầu theo ủy quyền quốc hội. Chính quyền có rất ít thời gian để hạ nhiệt giá nhiên liệu trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, hoặc ít nhất là chứng minh họ đang nỗ lực. Nguồn tin thân cận của nhà trắng cho biết và nói rằng Nhà Trắng không muốn giá xăng ở mức 4 đô la Mỹ trên ga lông và họ sẽ hành động để ngăn chặn điều đó. Theo AAA, giá xăng trung bình của Mỹ hôm đầu tuần ở khoảng 3,89 đô la Mỹ trên ga lông, tăng 20% so với một tháng trước và tăng 56 cent so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó trong tháng 6, giá xăng trung bình ở Mỹ đã đạt mức kỷ lục trên 5 đô la Mỹ trên một ga lông.